nhắn tôi gì vậy? Còn cảm ơn về Sài Gòn, còn cảm ơn nữa mà. Yes, ok. Sài Gòn. Rồi. Trước khi mình rời khỏi Hồng Kông thì mình cũng có thể ngắm nghía tí xíu một cái đất nước gọi là Hồng Kông nhỏ bé, bao gồm hơn 200 đảo, và những cái đảo chính lớn là chẳng hạn như bán đảo Cửu Long nè, rồi đảo Hồng Kông nè, Tâm Giới nè, ở chỗ Đại Nhĩ Sơn nè, đó là những cái đảo lớn. Và mình gần như chương trình này của mình đều đi hết những cái điểm lớn nhất trong Hồng Kông nè. Chương trình mình đi hầu như có thể nói là đi điểm lớn. Như đang nói về tour nha, về tour thì công viên Hải Dương, Disneyland, Đại Nhĩ Sơn có cáp treo và những cái điểm khác thì coi như là gần như là những cái tour du lịch họ làm là đi hết những cái điểm đó rồi đó. Và để nói là tour đi Hồng Kông 5 ngày, Nghi nói thật, có lẽ đây là tour thứ 2 Nghi đi từ suốt quá trình mà Nghi đi cho công ty Viettravel tới giờ. Tour thứ 2 mà đi Hồng Kông không á, không có đi nước khác là 5 ngày. Còn ngoài ra là Nghi hồi trước giờ đi 5 ngày là Hồng Kông Quảng Châu hoặc Hồng Kông Ma Cao hoặc là Hồng Kông Thẩm Quyến đi 5 ngày. Và trong đó đó Hồng Kông chỉ ở 2 đêm thôi. Đó 2 đêm. Ngoài ra đó là đi Trung Quốc là chính. Bởi vì và tour giá tour á thì cũng chia sẻ với anh chị luôn. Hồng Kông 4 ngày xưa bán á, Hồng Kông 4 ngày. Thậm chí có lúc còn mắc hơn Hồng Kông Quảng Châu hoặc Hồng Kông Thẩm Quyến 4 ngày hoặc 5 ngày. Yeah. Bởi vì giá dịch vụ ở Hồng Kông rất cao, còn Trung Quốc thì rẻ. Nói cái suất ăn thôi, là suất ăn ở Trung Quốc ăn cũng các món ăn hoặc là cái bữa ăn đó, nó đều ngang ngang nhau, nhưng mà giá ở Hồng Kông từ gấp 2 tới gấp 3. Là như vậy. Rồi rẻ tiền hơn là bên Jona đó đúng không? Và ba. Vậy nó mới chịu có tiếng. Dạ. Đó thì Hồng Kông là một cái nước mà người ta nhiều người nói nha. Thật ra Hồng Kông có gì để chơi đó? Không phải. Cảnh mình nói cảnh quan thì đúng là cảnh quan thiên nhiên ở Hồng Kông á là gần như là không có nhiều, rất là ít luôn. Không phải không có nha, nhưng mà cảnh họ không đẹp. Dạ, nếu mà nói đi cảnh quan tham quan cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ á, nó thì Việt Nam mình nhiều đẹp hơn. Nhưng Hồng Kông xưa nay là mệnh danh là một cái nơi mà gọi là thiên đường ẩm thực cũng như là thiên đường mua sắm, để cho người ta kết hợp để đi mua sắm là chính nha. Dịch vụ bên đây thì không rẻ tí nào. Như nói sơ sơ ha, như cái tour của mình vậy nè, mình đi Vietnam Airlines ở khách sạn nè, được kêu là khách sạn 4 sao, và Nghi cũng thấy vui cái là đoàn này bên quý công ty của bên công ty Sơn là có up lên những cái bữa ăn, nên là so với ăn với đoàn á là có cao cấp hơn xíu, đó là sự thật đó. Còn á anh chị lại bay VN mà thường á là một cái giá tour á 60% giá nó lại thuộc vô cái giá vé rồi. Nó lại thuộc vô giá vé mà mình lại bay VN mà VN là không bao giờ rẻ.
VN là không bao giờ rẻ, mà có rẻ lắm cũng không thể nào như Vietjet này nọ được đó. Và thậm chí hãng không của Hồng Kông như Cathay và Hồng Kông Air thì Hồng Kông Air vẫn rẻ hơn. Còn Cathay thì giá thì thế nào cũng là lên, tại nó là một trong những hãng hàng không có tiếng nhất thế giới, được tiêu chuẩn, được đánh theo tiêu chuẩn cao, là có sao là 5 sao đó, hãng không 5 sao. Nội cái chương trình mình đi á, là giá tour nhiều khi cũng không rõ là giá tour mình là nhiều, nhưng mà như chị chia sẻ ha, là cái mức độ gọi là giá nó, dịch vụ của nó cao là như thế nào. Khách sạn mình ở bình thường, mình đặt, anh chị đặt lên Agoda luôn, cái tiêu chuẩn phòng của mình khoảng 4,5 triệu, dao động từ 4,5 triệu đến 5 triệu một đêm dành cho hai người ha. Vé máy bay ở thời điểm này nếu đặt về Vietnam Airlines bay y chang mình luôn, gần 9 triệu, giá 9 triệu. Và các công ty du lịch lấy vé không có rẻ hơn đâu, họ vẫn mua với giá đó, nhưng họ mua số lượng lớn, họ tích lũy điểm và họ sẽ được hoa hồng. Cái đó mình buôn bán mình hiểu ha, mình bán số lượng lớn ha, tích lũy ở một cái bậc nào đó, một cái cấp nào đó, ví dụ cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì họ sẽ được hoa hồng khoảng nhiều. Và giá thì cũng y xì, là hiện giờ nghe thấy là khoảng gần 9 triệu cho một vé khứ hồi. Nói cái vé khách sạn không thì cộng lại là 17 triệu hơn. Hơn 17 triệu rồi. Cho một người nha, nhưng đã tắt cái phòng khách sạn ra là nửa giá rồi đó. Và dịch vụ bên đây thuê xe không hề rẻ thế nào. Và xe bên đây anh chị biết không, họ chạy hết công suất. Ví dụ như là sáng đưa mình đi công viên đi ha, hẹn chiều tới đó là tính hai lượt. Còn nếu mà mình nói là thuê họ là ở lại cả ngày để chờ mình trong cái chẳng tham gì hết, ok, nếu mình cần mình thuê, nhưng cái giá nó đội lên trên trời luôn. Trong khi đó không cần thiết thì cho nên họ chỉ thuê chặn đi và chặn về, đón về thôi. Còn khúc giữa xe này nó sẽ chạy đi làm một cái việc khác, đi đón khách để kiếm thêm tiền đó. Thì họ chạy, họ tính kỹ lắm, thậm chí họ sẽ từ chối neo xe ở đó chờ, bởi vì neo xe chờ á để lấy cái tiền nó không bằng mà họ lưu động họ chạy, đúng không? Đó, họ thả khách đi vô công viên chiều, họ đón khoảng thời gian chính giữa đó, họ chạy được rất nhiều chuyến luôn và tiền họ thu được sẽ nhiều hơn. Và giá tiền xe không hề rẻ tí nào. Như nói ví dụ từ tối như đi một cái cung đường xe taxi, như bỏ quên đồ của bà gì, như phải đem thính, cái món mà quan trọng nhất mà gì như thích đó là thính, bột thính á, và có 25.000 nửa ký thôi mà như tốn tiền lúc đi tàu điện ngầm với xe bus đi về, như mệt quá chịu hết nổi rồi, như phải đi taxi về. Và với cung đường từ bên đây đảo qua bên kia đảo khi như đi taxi á không tới nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà tổng cộng số tiền như đi là mất khoảng 250 đô Hồng Kông, có nghĩa là nhiêu ạ? Hơn 700.000 tiền xe. Hơn 700.000 tiền xe. Tại vì sao ạ? Qua hầm họ tính tiền luôn, chui qua hầm qua biển á là họ lại cộng thêm cái phí đó, và phí đó mình chịu chứ tài xế không có chịu. Dịch vụ gì cũng cao, ăn uống có mắc không ạ? Như cái Quân đi ăn nè, đi ăn người nhà cảm thấy ăn uống đây so với giá Việt Nam mắc không? Mắc luôn, mát, thật sự mát. Ngon không? Tùy, do khẩu vị, như dâu chị Quân hay Nghi thì cũng gốc Hoa cho nên là ăn tương đối dễ chấp nhận hơn. Nhưng mà đối với người Việt mình ăn sẽ khó chấp nhận hơn, hoặc là cảm thấy cũng được, nói chung cũng được, kêu ngon hả? Không, cũng được thôi. Nhưng nhiều khi Nghi ăn thì lại thấy ngon, là như vậy là do khẩu vị. Và trong chương trình mình hôm nay là cũng có linh động sếp bên nghe là có đổi một cái bữa ăn lẩu đó, anh chị thấy sự chênh lệch giữa cùng một hệ thống nhà hàng của cái quán lẩu đầu tiên mình ăn, cùng một hệ thống đó luôn á, hàng nằm ở ngoại ô, một hàng nằm trong trung tâm khu sầm uất nhất, đó là Chim Sa Chổi đó, cùng một giá tiền ăn, nhưng chất lượng thì không nói đi, đồ ăn, số lượng đồ ăn, những cái chủng loại đồ ăn ít hơn ngoài kia rồi. Tối qua mình ăn mình thấy đúng không, cải rau này nọ cũng ít hơn rồi, nóng các loại là không có đông trùng thảo rồi. Tối hôm qua đâu có trùng thảo đâu đúng không, cái trùng thảo mà vàng vàng á, cái cọng vàng vàng á là không có đó. Thì người ta ở Việt Nam mình cũng hay nói câu vậy nè, những cái ăn là ăn cái giá tiền mặt bằng á, ăn ở trung tâm quận 1 phở có ngon không cũng được nhưng mà mắc, mà ăn nhiều khi mấy vùng ven phở ngon hơn nhưng mà lại rẻ, là do cái giá tiền mặt bằng thôi. Họ thuê mặt bằng ở trung tâm mắc lắm đấy. Và Hồng Kông thì thuê mặt bằng thì khỏi nói luôn, một cái mặt bằng mà ngay chợ Quý Bà mà anh chị từng tham quan á, một cái mặt bằng nhỏ xíu mà lúc mà mình đứng tập trung ngay góc đường mà thấy có bán đậu hũ thúi và bán nước ép này nọ đó, bán nước mía đó, đó là mặt bằng lớn rồi đó. Còn mặt bằng bằng có một nửa đó thôi, một tháng
họ thuê ngay khu vực đó là tính theo tiền Việt của mình nha. Một cái bằng một nửa, không tới một nửa của cái quán nó ra nhỏ xíu xíu à, tính ra khoảng gần 500 triệu một tháng. Thuê mặt bằng không nghe, chưa tính thuế luôn. Cho nên là ta nói là ở Hồng Kông đắt đỏ lắm. Nhưng ngược lại, những cái đồ xa xí phẩm như hàng tiêu dùng lại rẻ và kích cầu mua khủng khiếp lắm. Như đó ví dụ nha, như đi cái thị trường Hồng Kông này chắc cũng mười mấy năm nay rồi. Thì á, như nói ví dụ như quần áo đi, hôm bữa khi chia sẻ với bạn nào, à bạn Giang đúng không? Dạ, dạ. Lacoste ở Việt Nam mình bán cũng cái dòng áo đó 3 triệu mấy, giảm giá lắm thì cũng 2,5 triệu tới 2,6 triệu. Nhưng qua Hồng Kông ngay thời điểm đó luôn nó giảm 50%, mua không? Mua liền. Còn có 1 triệu hơn à? Chịu hơn là khách đi mua từng tạp, từ khách chơi cầu lông nè, hoặc chơi đánh tennis á, hoặc ngay mặt Lacoste. Một lần là họ mua một tạp một chồng, mà Lacoste rất nhiều màu. Đã, chứ kể những cái thương hiệu trung bình như Giordano, Bossini, mấy này các anh chị biết ha. Cứ mua một hóa đơn 500 là giảm ngay 500 hoặc 600 Hồng Kông, là giảm ngay 100, cứ giảm hẳn tiền mặt luôn. Rồi xong rồi từ 500 hoặc 600 trở lên anh chị mua những mặt hàng tới kế tiếp, hoặc là với cái hóa đơn kế tiếp là anh chị sẽ được mua rẻ đồ biết bao nhiêu chục tới hàng trăm luôn. Khách nhiều khi bỏ có 1.000 đồng ra mua được một đống quần áo, biết không? Về nhà cũng cái áo đó, vô shopping mall của mình á, Vincom hay là gì đó, cái áo đó nó vẫn bán 800, gần 800 ngàn cho cái áo, trong khi khách mua mua họ tính là cái áo còn nó chưa tới 400 ngàn. Thì khách mua thường mà, cho nên khách tính mà sẵn dịp đi là khách mua đó. Cho nên như đó là cái cách họ kích cầu, họ đẩy hàng cực kỳ khủng khiếp. Còn cái outlet mà hôm bữa ăn lẩu ngày đầu tiên á, cái ngày mà ăn lẩu mà đi lên núi á, là cái khu outlet đó không phải là bán đồ hàng phách mà nó bán thanh lý hàng, có nghĩa là những cái thương hiệu lớn á, họ bán trong thành phố, họ bán với những cái quần áo này nè, nó không đủ size nữa, không đủ kích cỡ nữa. Còn ít là kích cỡ không còn đủ, hoặc là cái mẫu đồ đó như là đã lỗi mất rồi. Ở đây bình thường đồ nó ra một cái ba tháng sau là lỗi gì ạ? Lỗi mất rồi. Bây giờ cái này là cũ rồi, kiểu cũ rồi, có kiểu mới ra rồi. Thì tất cả hàng đó họ đẩy hết ra outlet và họ kêu là trung tâm thanh lý hàng, họ bán bằng mọi cách, bán bằng mọi giá, sao mà đẩy tới hết hàng còn hơn là đem đi hủy, đúng không ạ? Họ đi hủy, họ phải tốn tiền hủy rất là nhiều luôn, phải tốn tiền để hủy cái số hàng đó, hoặc là phải như thế nào đó, rất là mất tiền, tốn tiền. Cho nên họ chẳng thà họ gom lại bao nhiêu được thì gom, họ bán rẻ đi, lấy lại, lấy vốn được, nói là lấy vốn cũng được, hoặc là họ lấy lại vốn thì càng tốt, còn không thì ít ra thì họ không tốn cái tiền mà đi hủy đồ. Cho nên là họ bán rất là hay, họ tôi như là đẩy hàng cực kỳ, phải nói là ngoạn mục luôn. Đấy. Còn ăn ở Hồng Kông á thì ăn theo món hoa, đa phần là như vậy. Còn cái có các công viên mà mình đi á, vé thì không rẻ tí nào, cái nào cũng trên triệu hết. Còn cái chương trình ngày hôm qua á, mình đi công viên Hải Dương á, thì là cái chương trình mà gần như là nhiều người sẽ cảm thấy mệt, bởi vì là di chuyển đó nó có hai khu vực trên dưới, và đi bộ thì nó hơi dốc, có lúc thì dốc lên, có lúc dốc xuống. Và sau dịch Covid có một điều mà Nghi không ngờ, đó là có nhiều khó khăn. Hồng Kông cũng mở trễ hơn mình nữa đó. Hồng Kông mở trễ hơn mình rất là nhiều, để đâm ra là nhiều khi nhân lực nè, xong rồi có một số nơi họ chưa mở nữa, có một số trò trong các công viên Disneyland cũng như công viên Hải Dương họ chưa mở hết. Nhưng mà họ vẫn mở những cái điểm chính cho người ta đi tham quan. Nói chung là chương trình của mình đi á, phải nói là 5 ngày ít ai mà đi như vậy đó. Coi như là các điểm Hồng Kông có nhiều đi hóa luôn rồi đó. Đến nỗi mà chị mà thời gian để đi mua sắm cũng không có được nhiều nữa là như vậy, tại vì các điểm lớn đó, nó lớn lắm. Với lại mình có cái hơi bị mệt, đó là thời tiết hơi nóng, cho nên khi mình di chuyển mình đi đó, mình sẽ dễ bị mệt hơn. Mà ngược lại nghe nói thiệt là đi ngay mùa mát lành đó, thì mọi người lạnh teo cũng không muốn đi đâu ấy, cứ ngồi co ro một chỗ. Nhưng mà nóng thì được cái chụp hình cực kỳ đẹp, nắng có nắng chụp hình đẹp lắm. Còn tới mùa thu đông của họ đó là trời ui không à, không có miếng nắng luôn á, trời ui thì chụp hình nó không có đẹp, lúc nào phải mặc cái áo lạnh.
thì mỗi mùa có mỗi một cái hay mà mỗi sở thích của mỗi người mỗi kiểu ha. Sau này mà nếu mà có dịp thì Nghi cũng xin kính mời các anh chị tham gia một số tour của công ty nữa. Nếu mà mình thích những cái tour mà gọi là đi tham quan khách cảnh á, thì Nghi nói thật, một là mình đi trong nước, hai là mình đi ra nước ngoài, và cụ thể là khán cảnh nhiều lớn đẹp Trung Quốc. Lại bỏ những cái gì ta nói về Trung Quốc Nghi không quan tâm, Nghi chỉ làm ngành du lịch, Nghi chỉ biết về du lịch, đó là thắng cảnh ở Trung Quốc cực kỳ lớn đẹp hùng vĩ. Nghi nói ví dụ hiện giờ các cái tour tuyến mà người ta đang bán và công ty Nghi cũng bán, đó là Cửu Trại Câu, nó nằm trong tỉnh Tứ Xuyên, muốn đến đó phải ghé Thành Đô, đi máy bay tới Thành Đô xong rồi đi xe. Nó bị một cái là di chuyển đường xe hơi bị nhiều, nó chỉ có độc đạo một đường đi và một đường về. Nhưng đã nói thắng cảnh lớn đẹp thì nó phải nằm ở vùng sâu vùng xa mới có được những cái thắng cảnh hùng vĩ đó, mà phải chịu khó. Hoặc hai thì dễ hơn, nó đỡ hơn xíu á, thì có cái tour là bây giờ là cái kêu là Côn Minh Lệ Giang Shangri-La, có cái còn thêm đại lý nữa đó. Thì cái tour này á, thắng cảnh cũng cực kỳ đẹp, nhất là phố cổ Lệ Giang đi vô là ngầm mê luôn. Shangri-La cũng đẹp nha. Đó là đi khai thắng cảnh. Và sắp tới thì sẽ đi một cái tour là bay Quảng Châu nhưng lại đi chương dịch, đi những cái điểm tham quan chỉ có cảnh thôi, cảnh quan thiên nhiên thôi, là đi Cam Túc các thứ đẹp cực kỳ đó. Còn cái anh chị nói là muốn nghỉ ngơi, những cái tour thật sự gọi là nghỉ dưỡng á, là chỉ có ăn nhậu ngủ nghỉ bơi, Nghi khuyên các anh chị nên đi đâu, đi tắm biển, có nghe đi đâu ạ? Đi ở resort Đà Nẵng. Đà Nẵng đi, Đà Nẵng này hẳn đấy, hẳn đấy, lấy tiền đấy. Đi Đà Nẵng. Nếu mà cái tour này Viettravel tư vấn cho bên bao không tư vấn kỳ rồi đó. Dạ. Nhiều ngày quá. Dạ. Đấy, Viettravel tư vấn không kỳ cho bên bao. Đi nhiều ngày rồi đấy. Bạn đi Macao thêm. Không, Macao đâu có đi được nữa anh. Thì bớt lại bên này ta đi Macao. Không, Macao không vô được. Nó không có cấp visa. Ở vấn đề là như vậy. Chứ nếu có là bán rồi, bán chạy cực kỳ. Ngày xưa Hồng Kông Macao 4 ngày hoặc 5 ngày bán chạy cực kỳ, tại vì Macao lúc đó họ cấp visa dễ lắm, chỉ cần nộp hồ sơ danh sách của đoàn xong xuôi rồi ngồi tàu cánh ngầm 60 cây số đi chừng khoảng 1 tiếng 45 phút tới 1 tiếng tới cửa khẩu bến tàu của Macao á, vô chìa cái hộ chiếu đóng cái kịch, cái họ hướng dẫn ra nó trả cho họ cái đứng hai đầu người 100 đô một công. Rồi cái visa đó nó đóng ở trong hộ chiếu mình, nó có giá trị ở đó 30 ngày nữa, cho mình đánh tới nghèo luôn rồi về. Tại vì Macao nổi tiếng là gì vậy? Kinh doanh sòng bạc. Cái Macao có chút xíu mà, tổng diện tích chính thức của Macao ngày xưa chỉ có 26 km vuông, sau này mở nó tới bây giờ chắc gần 60 rồi đó, gần 60 km vuông, một cái nơi rất là nhỏ. Và không biết vì lý do gì mà đến bây giờ Việt Nam mình là một trong 6 nước bị hạn chế cấp visa du lịch. Nghe nói cái đoàn Nghi vừa rồi tháng 4 đi, tháng 5 tháng 4 Nghi đi á, đi Macao là của bên bảo hiểm Prudential, họ đi 350 khách. Visa không phải công ty Nghi làm, không làm được. Là do hàng Prudential Asia của châu Á đứng ra đại diện bảo lãnh, bởi vì họ lấy lý do là họ có những cái hội nghị thường niên tổ chức tại Macao, đúng là mỗi năm họ tổ chức một lần cho đại lý khách hàng họ đi đó, và họ đứng ra bảo lãnh để làm cái số visa đó, chứ bên công ty không hề dính vô cái visa, và họ đã làm được. Dạ, họ đã làm được đó, thì cái đó là do bên họ thôi. Còn bây giờ công ty du lịch không ai làm được, nhưng nếu các anh chị có hồ sơ là có người thân ở bển bảo lãnh cho mình đi thì lại là khác, hoặc là anh chị đi theo diện hợp tác lao động, visa lao động đi làm việc á thì có, còn du lịch là không. Cho nên là bây giờ nói thật, Nghi cũng muốn đi Macao chơi vừa rồi, Nghi đi Macao thì cũng chụp quá trời hình, lại lâu rồi không đi. Macao là một cái quốc gia nó nhỏ nhưng mà nó cho mình cảm giác cũng khá là thanh bình, rất là thanh bình luôn, này dân số có đó ít lắm nha, và hầu như là buổi sáng ta đi làm hết á, nguyên cái đất nước của họ vắng mà nhìn dễ thương lắm nha, rất là thanh bình. Sau này là nếu mà có mở lại là công ty thế nào cũng bán không dễ gì không bán đâu. Và Nghi rất thích vào casino của Macao, bởi vì mình không đánh bạc nhưng mà vào trong đó người ta đi đánh, còn Nghi đi vòng vòng chơi ở từng những cái mall của nó cực kỳ đẹp nha. Rồi shop, mấy cái shopping của nó đó, mấy cửa hàng ở trên mấy cái ở trong mấy cái casino á, bán đồ rẻ thành công luôn.
bán luôn rẻ hơn Hồng Kông luôn, tại vì kích cầu bên đây không tháng hoài, không tháng hoài cái ra mua vợ đồ cho vợ con này nọ các thứ vậy nè đó, và giá thì mềm nên mua rất là sướng, cho nên